Khi mà chúng ta nghe thấy thiền và khi mà đọc được những cái điều đó là thiền thực ra không để làm gì cả, không có mục đích gì cả, thì cái tâm trí của chúng ta nó không muốn nghe, nó không muốn thiền. Hoặc là chúng ta hình dung về thiền nó là một cái thứ vô ích, hoặc nó là một cái thứ rất là khó thực hiện và lại còn mất thời gian nữa. Và chúng ta có vô số lý do để biện minh cho cái việc là thiền nó không phù hợp và không cần thiết. Chúng ta quá quen với việc làm gì cũng phải có mục đích. Và vì thế nên là chúng ta đang nói đến hai cái lợi ích mà chúng ta có thể xây dựng được hoặc đạt được khi mà chúng ta thực hành thiền thường xuyên. Đó là tạo cái tính kỷ luật cho cái tâm trí của mình. Khi mà chúng ta nghe đến thiền thôi đã lấy đủ lý do để không thiền rồi, thì chúng ta hãy thử nghĩ xem khi mà có một cái bám chấp nào đó, thì chúng ta cứ thế bám lấy nó và không có một cái mong muốn là tách mình ra khỏi nó. Mà mình không có kỹ năng, cũng như là không có cái kỷ luật của bản thân để mà lựa chọn một cái đối lập lại. Đó, và cái việc mà tâm trí của chúng ta lúc nào cũng bị co lại trong những cái căng thẳng, lo âu, buồn bực, khó chịu, suy nghĩ về người này, suy nghĩ về người kia, thất vọng về cái này, cái kia. Nó co lại và nó cứ bo bo trong một cái thế giới mà nó hình dung tưởng tượng về thực tại. Lúc nào chúng ta cũng sống trong một cái thế giới ảo trong đầu mình, một cái phiên bản mà mình hình dung về con người và thế giới, chứ không phải là mình đang tiếp xúc với thực tại, mình hình dung với nó. Và thế nên là khi mà chúng ta nghe đến thiền mà cảm thấy là không muốn thiền, hoặc là cảm thấy mình chưa đến cái lúc mà mình muốn thực hành thiền thường xuyên, thì thực ra đây nó cũng chỉ là cái phản kháng của một cái thói quen trong tâm trí mà thôi. Và đây là cái thứ đầu tiên mà chúng ta cần phải vượt qua trong cái quá trình hay là cái hành trình mà đang rèn luyện chính mình để mà đi đến những cái sáng tỏ hơn. Như hôm trước có cái câu hỏi đó là làm thế nào để mà nhận biết được đâu là sự thật, đâu là chân lý, đâu là bản chất của sự vật sự việc con người, làm sao để hiểu mình và hiểu đời. Thì nếu như mà cái tâm trí của chúng ta lúc nào cũng bị đặt và co lại và khép lại trong cái vọng tầm nhìn của mình, trong cái niềm tin giới hạn của mình, chúng ta sẽ rất là khó để mà nhìn thấy, hiểu ra sự thật, hay là để mà ít nhất là nhìn ra được những cái góc nhìn của người khác, chưa kể là những cái sâu hơn và những cái bản chất sâu xa của sự vật sự việc con người. Đó, và vì thế nên là mình đặt cái buổi nói về thiền này ở cái buổi thứ hai trong cái chuỗi này, bởi vì mỗi chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái tâm trí của mình rất là nhiều trong cái quá trình mà chúng ta thay đổi, rèn luyện, tu tập, hay là cái hành trình mà chúng ta hướng đến chữa lành và tỉnh thức an yên nội tại. Bởi vì ban đầu này chúng ta hiểu về những cái bản chất của vấn đề, hiểu về sự vật sự việc con người thông qua tâm trí của mình. Mình phải đọc, phải cố hiểu, phải nghe, phải nhớ, rồi phải hình dung tưởng tượng, phải cố gắng để hiểu cái đó đã. Tức là thông qua cái tâm trí này. Nếu tâm trí của mình không sáng tỏ, không rộng mở để mà đón nhận những cái mới, hay đón nhận những cái sâu hơn, hay những cái thậm chí nó ngược lại với những niềm tin và những cái mà bản ngã của chúng ta thích thú đấy, thì chúng ta sẽ ngay từ bước đầu sẽ rất là khó để tiếp nhận. Mà sau đấy nữa thì khi bắt đầu vỡ ra dần thì những cái hiểu biết này dần dần nó sẽ phải chuyển thành trải nghiệm. Mà nếu tâm trí của chúng ta lúc nào cũng bám chấp, lúc nào cũng đóng lại trong một cái lối mòn của thói quen suy nghĩ và cái lối mòn của những gì mà chúng ta tin rằng đó là thực tại, thì sẽ không bao giờ chúng ta vượt ra khỏi được cái ranh giới đó. Và vì thế nên là nếu như chúng ta chưa bắt đầu thực hành thiền thì chúng ta hãy nên bắt đầu. Và có lẽ là trong số những người đang ngồi đây thì cũng đã có những người mà đã thực hành, thỉnh thoảng thực hành hoặc là thường xuyên thực hành rồi. Bản thân mình khi mà bắt đầu đến với thiền ạ, thì lúc đầu mình nghĩ rằng nó là một thứ rất là hay ho, nó sẽ khiến mình trở nên tâm linh hơn. Nên là mình cũng tìm cách, mình cũng học hỏi khóa này khóa kia để mà bắt đầu thiền. Nhưng mà cái việc thiền của mình nó là một lần một vài tuần hoặc một vài tháng mình mới thiền một lần. Và nó cũng có một phần nào đó giúp cho mình bắt đầu tập trung dần hơn vào cái con đường chữa lành và tu tập. Nhưng mà nó không có nhiều tác dụng. Mà chỉ khi mà mình bắt đầu biến nó thành một cái rèn luyện hàng ngày ấy, thì nó bắt đầu giúp cho cái tâm trí của mình nó sáng dần ra. Khi mà mình có khả năng thực sự buông,
thực sự thả lỏng, ít nhất là trong cái thời gian thiền. Và mỗi ngày chúng ta thả lỏng một chút, buông một chút, để cho những cái giới hạn này bung ra một chút, thì bắt đầu nhiều cái nó bắt đầu vỡ ra. Và cái đặc biệt quan trọng nữa đấy là cái tự kỷ luật của bản thân này. Trước đây mình nghe thấy rằng là mình phải thường xuyên quan sát tâm trí của mình và thay đổi những cái cách nghĩ, cách nhìn, cách hành xử mà nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu. Nhưng mà mình nghĩ rằng lúc nào mà cũng quan sát thế thì mệt quá. Mà cái suy nghĩ của mình một khi nó có một cái gì đấy khởi phát lên là mình cứ đuổi theo nó, mình không có khả năng dừng lại. Bởi vì mình thích những cái suy nghĩ đó, hay mình bị cuốn vào những cái nỗi sợ, bị nghiện ngập vào những cái cảm xúc nào đó mà mình không dứt ra được. Và thực ra cái này nó là một cái thiếu tự chủ, thiếu kỷ luật của bản thân. Nên là thực ra cái việc ngồi xuống để thực hành thiền ấy, có thể ban đầu mình chưa có những cái chuyển biến nhiều đâu, chưa có những cái vỡ ra được những cái chân lý hay là những cái sự thật gì mấy đâu. Nhưng mà ít nhất là nó giúp cho mình tĩnh lại một chút, chậm lại một chút, và bắt đầu có một cái sự kỷ luật của bản thân trong quá trình tu tập. Kỷ luật này không phải trong công việc hay là trong mối quan hệ hay là trong cái hàng ngày mình làm những cái công việc của mình, mà là kỷ luật trong cái việc tu tập và chữa lành cho chính mình này. Chúng ta thường chỉ chạy đến một người thầy, một cuốn sách hay một cái video nào đó khi mà chúng ta có vấn đề, khi mà chúng ta cảm thấy rất là bức xúc, căng thẳng, mệt mỏi. Và muốn giải quyết cho nhanh một cái vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ tìm đến những cái cách thức chữa lành và con đường tu tập. Chứ còn bình thường chúng ta quên mất, chúng ta nghĩ rằng nó không cần thiết, mà thành ra là những cái chặng đường mà mình bỏ quên, lãng quên, và để cho nó cứ đều đều như vậy mãi rất là lâu, nó không có nhiều tiến triển. Và đến khi một sự việc gì đó, hoàn cảnh nào đó xảy ra, mình lại bắt đầu bị dập tơi tả, thì lúc đấy lại bắt đầu cố gắng quay lại để tìm cách. Nên là cái việc mà chúng ta hàng ngày có những cái kỷ luật cho bản thân để mà dần dần quan sát được, nhận biết được và làm chủ được những cái suy nghĩ, lời nói, hành động của chính mình này, thì nó sẽ là một cái thứ tôn chỉ đi dọc suốt cái hành trình mà chúng ta gọi là hành trình tu tập hay hành trình tỉnh thức này. Và có những người hỏi rằng là, nhưng nếu bây giờ mình đã sống được với chánh niệm hơn, tức là mình cảm thấy rất là vui với cái việc mình đang làm, với những con người mình đang ở bên, và mình hoàn toàn tập trung vào cái việc mình đang làm, ví dụ rửa bát thì chỉ có rửa bát thôi, hoặc là đi chơi với con thì chỉ có chơi với con thôi, tức là mình cảm thấy như mình đang thiền trong đời sống rồi, vậy thì có cần phải ngồi thiền hay không? Thì để trả lời câu hỏi này thì các bạn có thể là ngồi xuống 10 phút, chỉ để quan sát xem những gì chạy trong đầu mình, những suy nghĩ nổi lên này, những cảm xúc nổi lên này. Mình thử xem trong 10 phút đấy có bao nhiêu thứ chạy qua đầu mình. Và đó chỉ là cái 10 phút chúng ta thử nghiệm này, để biết rằng cái tâm trí của mình nó vẫn rối ren như thế nào, và bao nhiêu phần trăm chúng ta thực sự đang sống với hiện thực, đang ở đây với thân thể này, với những gì chúng ta đang tương tác và những gì đang hiện hữu xung quanh mình này. Cái tỷ lệ nó rất là ít, dù chúng ta cảm thấy mình đã sống với chánh niệm rồi, có thể nó chỉ được 50-50 thôi. Thế còn cái 50% kia thì sao? Hay là đối với đa số mọi người, 80-90% mà chúng ta bị lạc trong suy nghĩ đó thì sao? Chúng ta vô tình nuôi dưỡng những cái niềm tin sai lệch trong đầu mình liên tục, vô tình nuôi dưỡng những cái bám chấp vào những cái đối tượng liên tục mà không biết, và vô tình nuôi dưỡng những cái cảm xúc căng thẳng, mệt mỏi, ức chế, khó chịu, ghen ghét, đố kỵ. Có thể nó rất là vi tế thôi, nhưng mà khi chúng ta không biết được mình đang nghĩ gì, không quan sát được, không nhận biết được và không làm chủ được, thì liên tục những cái thói quen hay cái đà đẩy của những cái nghiệp lực hay những cái thôi thúc của tham sân si nó liên tục trồi lên. Khi mà chúng ta cảm thấy bình tâm hơn giữa cuộc đời ấy, nó mới chỉ là cái mức độ chúng ta không còn quá bột phát với những cái cảm xúc cao trào, mà chúng ta bắt đầu có những cái sự trân trọng hơn những gì mình đang có, mình bớt đi những mong cầu. Cái đó rất là tuyệt vời. Và nếu như chúng ta cảm thấy như thế là đủ thì chúng ta cũng sẽ dừng lại ở đó một thời gian dài, không sao cả. Chỉ có điều chúng ta nếu như cảm thấy
mình vẫn có những cái tham sân si vi tế, mình vẫn cảm thấy chưa thực sự an yên giữa đời, mình vẫn chưa thực sự trải nghiệm cái gì là bản chất, là sự thật ở đời, thì chúng ta có thể đi tiếp và bắt đầu đưa vào những cái sự thực hành hàng ngày, nỗ lực hàng ngày nho nhỏ thôi. Với cái việc bắt đầu chỉ là ngồi xuống 10 phút để thiền mỗi ngày. Thực ra 10 phút nó cũng chưa phải là ăn thua lắm, nhưng mà dù sao nó cũng là một cái sự bắt đầu. Nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn bắt đầu thiền, hoặc bắt đầu đưa nó vào thành một cái thường xuyên liên tục. Ví dụ như bây giờ chúng ta chưa bao giờ thử thì chúng ta nên thử một lần một tuần, ví dụ vậy. Nhưng sau đó thì tăng lên 2-3 lần một tuần, và sau đó là hướng tới mỗi ngày một lần ít nhất. Và mỗi ngày một lần này bắt đầu từ 10 phút, nhưng thực ra tốt nhất là ít nhất 20 đến 30 phút. Bởi vì cái tâm trí của chúng ta chỉ lắng lại được từ khoảng độ 18 phút đến 25 phút là nó bắt đầu lắng lại. Còn trước đó thì chỉ là một cái quá trình mà chúng ta cố để ngồi, cố để cho mọi thứ bắt đầu giảm dần xuống. Nhưng mà cái 15, 20 phút đầu tiên nó nổi lên liên tục, tâm trí của chúng ta liên tục như thế này, cuồn cuộn lên. Và nhiều người rất là chán nản, bởi vì cái 15 phút đầu, 20 phút đầu này ngồi xuống chỉ là để thấy cái đầu mình nó rối ren thôi, và khó chịu quá thế là bỏ, đứng dậy luôn, hoặc là cảm thấy mình chả có được cái tác dụng gì cả, thế là cũng không quay trở lại thiền nữa. Nên là nếu có thể chúng ta bắt đầu với cái việc là thực hành 20 đến 30 phút mỗi ngày, ít nhất một lần, thì dần dần hướng mình tới cái việc đó. Và để mà chúng ta bớt sợ thiền đi này, và bớt cảm thấy cái thời gian đó nó chỉ thấy làm cho mình khó chịu, mệt mỏi hoặc là đau người thêm, thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp để giúp cho chúng ta bắt đầu có được rèn luyện một cái kỹ năng để mà chúng ta cảm nhận được rằng là thiền nó rất là dễ chịu chứ không phải là khó chịu như chúng ta từng nghĩ. Mà khi mà mình bắt đầu thực hành thiền được thường xuyên, mà mình bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho thiền ấy, và bắt đầu cảm nhận được cái sự dễ chịu khi ngồi thiền, thì nếu như mà có những cái công việc bận rồi gia đình rồi này kia cuốn mình đi, mất 1-2 tuần mình không thiền, thì bắt đầu mình thấy cái tâm trí của mình nó rối ren cuồn cuộn lên. Và nếu như có một buổi mình ngồi xuống để thiền được khoảng 15-20 phút, nó giống như kiểu một ngày nóng bức mùa hè, oi bức kinh khủng, mà mình được nhảy xuống một cái hồ nước mát, nó rất là dễ chịu, nó làm cho mình được thư giãn thoải mái. Mà chưa kể là nếu chúng ta có mục tiêu đó là hiểu được bản chất của vũ trụ, hiểu được những cái sự thật vi tế hơn và vượt ra khỏi những cái rào cản của niềm tin và góc nhìn của mình ấy, thì cái thiền này không không thể thiếu, nó là tất yếu. Nó không phải là một thứ duy nhất nhưng nó là tất yếu. Nên và rất nhiều người đến với thiền và thường bắt đầu với những cái phương pháp phức tạp, cao cấp, ví dụ như là thiền gì siêu việt, rồi Vipassana, rồi có nhiều loại thiền hay lắm. Tuy nhiên là những cái phương pháp này ấy, tất cả nó đều dựa trên một cái nền tảng chung, đó là khi mà tâm trí của chúng ta bắt đầu được thả lỏng, thư giãn, giãn ra, bung ra, mở ra, thì chúng ta mới bắt đầu có thể quan sát, nhận biết và trải nghiệm những cái sâu hơn. Nếu mà chúng ta nhảy ngay vào những cái thực hành cao cấp và cao siêu mà chúng ta nghĩ đó, thì thường chúng ta bỏ lỡ mất phần đầu tiên, cái nền móng, nền tảng của việc thực hành thiền. Và chúng ta sẽ không thấy nhiều biến chuyển trong đời sống. Có thể cái lúc ngồi thiền theo những cái phương pháp cao cấp, chúng ta có thể cảm thấy có những cái trải nghiệm nào đó hay ho. Cũng có thể chúng ta cảm thấy có những lúc rất bình yên, rất dễ chịu. Nhưng mà cái đời sống của chúng ta không có nhiều biến chuyển song song đồng bộ. Mà chúng ta đang nói đến ở đây với nhau đó là làm nào để gắn đạo với đời. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta đi, nó sẽ đều gắn với cái việc đó là chúng ta tu tập để mà sống giữa cuộc đời này. Chúng ta tỉnh thức, chữa lành để mà sống cái cuộc đời của mình này một cách an yên, ý nghĩa, vui sống, bình yên với chính mình và bình yên với cuộc đời. Không còn dính mắc, không còn đau khổ quằn quại, không còn bám chấp. Chứ không phải là một cái phép tu mà để mỗi lúc ngồi xuống là chúng ta đến một nơi nào đó, một đâu đó mà xa rời cái hiện thực này. Thì để mà bắt đầu thiền thì có rất là nhiều cái phương pháp,
Và thực ra thì tất cả các phương pháp nó đều giống nhau mà thôi. Chỉ có cái là đôi khi chúng ta quên mất cái gốc và quên mất cái mục tiêu thực sự của thiền nên chúng ta bị đi xa quá hoặc là nó không được hiệu quả như cái tưởng tượng của mình. Thì vừa nãy chúng ta nói đến cái việc đấy là thiền không để làm gì và không có mục đích gì. Nhưng mà tạm thời, đối với tất cả những người ngồi đây, chúng ta vẫn còn có rất nhiều bám chấp trong cuộc đời. Và tâm trí của chúng ta đòi hỏi phải có những cái mục đích cụ thể, ý nghĩa và có ích lợi thì chúng ta mới làm. Và vì thế nên là cái việc đầu tiên trước khi mà mỗi ngày ngồi xuống thiền á, mình đề xuất đó là mỗi người hãy viết ra cho mình cái ích lợi và mục tiêu của việc thiền này là gì. Hai cái ích lợi chính mà nó sẽ giúp cho cái quá trình mà chúng ta đi tìm chân lý, đi tìm an yên nội tại này. Đó là rèn luyện sự tự kỷ luật trong việc quan sát, nhìn thấu và chuyển hóa chính bản thân mình. Và cái việc thứ hai đó là giúp cho cái sự căng thẳng, cứng nhắc, co lại này, những cái tần số đặc nặng thấp và cái sự đóng lại của tâm trí này được giãn ra, nhẹ hơn, thả lỏng ra, bung ra, mở ra. Đây là hai cái mục tiêu mà thiền sẽ đem lại, hay là chúng ta rèn luyện là để rèn luyện những cái thứ này. Có thể ngồi xuống thiền chúng ta không thấy gì sáng tỏ ngay đâu, nhưng mà đấy là cái sự rèn luyện kỷ luật, đấy là cái sự rèn luyện để giúp cho chúng ta được thả lỏng. Thì cái cách mà mình đã từng dùng đó là trong một ngày như thế này, có thể chúng ta phải làm việc và chăm con vân vân, nhưng chúng ta hãy thử nghĩ kỹ xem có một cái thời gian nào trong ngày mà chúng ta có thể dành được ra cho thiền. Ví dụ có thể đó là lúc 1 giờ trưa, lúc mà sau khi ăn trưa mọi người ngủ trưa mình sẽ có một chút thời gian. Hoặc là cũng có thể là cái thời gian sáng sớm trong ngày, mọi người dậy lúc 6 giờ thì mình dậy sớm lên một chút, 5 rưỡi chẳng hạn, mình ngồi thiền. Và khi mình chọn ra được cái thời gian mà mình có thể dành ra cho thiền, có thể chỉ 10 phút, 20 phút mỗi ngày thôi, nếu có thể thì 20 đến 30 phút thì là tốt nhất để mà bắt đầu với nó. Thì khi mà chúng ta chọn được cái thời gian này ra rồi, nên đặt một cái nhắc giờ. Và trong cái nhắc giờ đấy nó không chỉ nhắc là thiền đi, bởi vì là tâm trí chúng ta sẽ rất dễ đi theo cái lối mòn phản bác. Đó là cái thứ này mình chỉ thấy mệt thôi, mình đang buồn ngủ, mình đang bận thế này kia, ngày hôm nay mình bận lắm thế này thế kia. Và mình ngồi xuống nó cũng không có tác dụng gì, nó chỉ rối ren lên mà thôi. Thế nên là trên cái ghi nhớ ấy, trên cái báo giờ ấy, chúng ta kêu thiền để rèn luyện tự kỷ luật của bản thân và để giúp tâm trí mở rộng, thả lỏng, sáng tỏ. Mỗi lần cái nhắc nhở đấy hiện lên và mình đọc được cái dòng này, đầu mình bắt đầu nổi lên những cái lý do lý trấu để mà không làm. Nhưng đọc được có thể cái sự đấu tranh đó nó sẽ diễn ra và có thể nó sẽ giúp cho mình vượt qua được những cái lý do lý trấu trong tâm trí của mình, và có thể mình sẽ ngồi xuống thiền và cái khả năng để mà giúp cho mình thực hiện cái kế hoạch đó nó sẽ có thể là cao hơn. Thế và những cái này nó rất là nho nhỏ thôi mà mọi người có thể để ý và thử này. Trên cái màn hình điện thoại của mình ấy, khi mà nó báo giờ đó ấy, thì bắt đầu coi như là mình đã chấp nhận, đã chọn là ok, mình ngồi xuống để thiền. Nếu mình có một cái góc thiền nho nhỏ cho riêng mình sẽ rất là tuyệt vời. Nhưng không phải là lúc nào chúng ta cũng có cái không gian và cái thời gian để mà ngồi vào cái góc nhỏ đó. Bởi vì nhiều khi đối với mình chẳng hạn, cái thời gian thiền duy nhất mình có chẳng hạn, vào cái thời gian bận rộn với gia đình này kia, là cái lúc sáng sớm vừa thức dậy, thì mình sẽ không có thời gian để mà ra một cái góc ngồi thiền, một cái phòng riêng như này kia, mà mình sẽ ngồi ngay tại giường. Và ví dụ như chúng ta có gia đình chẳng hạn, bên mình là con là chồng cũng được, không sao cả. Mình ngồi cái chỗ của mình này, kê cái gối lên, kê cái gối vào mông này, kê cao lên một chút để mà không phải chỉ dùng cái chỗ mông này để mà giữ thăng bằng, mà cái chỗ chân của mình nếu là cái đầu hai đầu gối nằm chống xuống thì nó sẽ thành một cái chạc ba này rất là vững chãi. Thì khi mà ngồi vào cái vị trí thiền này thì có một cái tip nho nhỏ này mà mình thấy nó rất là hiệu quả. Đó là chúng ta nếu là có góc thiền nha, thì mình sẽ có một cái tượng Phật hoặc là một cái tượng của một người ngồi thiền, không nhất thiết phải là Phật, hoặc một cái bức tranh nào đó mà chúng ta thấy nó rất là bình yên, hay là một cái ngọn nến hay gì đó, hay là một cái mandala hay gì đó. Hoặc nếu mà ngồi trên giường nhá, thì mình nên có cái màn hình điện thoại ấy, cái hình nền của mình, cái hình bên ngoài ạ, đó là một cái bức hình
mà giúp cho mình nhìn vào đó để đi vào một cái tư thế trên một cái trục thẳng đứng và bắt đầu hướng tâm vào cái việc ngồi thiền này. Thì thường thì cái bức tranh này mình để ở trên màn hình chờ điện thoại, đó là bức tranh của Phật ngồi thiền. Hoặc các bạn cũng có thể chọn một cái bức tranh của một cô gái, một chàng trai ngồi thiền giữa thiên nhiên tươi đẹp hay là gì đó. Hay là một cái linh vật nào đó, chẳng hạn Kung Fu Panda. Nếu như các bạn thích cái nhân vật đó và có một cái hình ảnh của cái nhân vật đó ngồi rất là zen, rất là thiền, rất là tĩnh tâm, mình lấy cái hình ảnh đó cũng được. Thì thực ra những cái pháp môn, những cái tôn giáo mà họ dùng treo những cái bức tranh rồi những cái mandala rồi những cái cờ quạt các thứ này không phải là không có lý do. Hay khi mà chúng ta đi vào chùa, tại sao chúng ta cảm thấy bình yên ngay lập tức? Bởi vì nhìn thấy những cái bức tượng này, những cái trang trí này, những cái họa tiết, những cái màu sắc hoặc hình khối mà ngay lập tức nó đưa chúng ta trở về cái trạng thái cân bằng. Mà vì thế khi mà bắt đầu ngồi xuống để thiền ấy, chúng ta hãy dành ra một chút thôi, 30 giây hay 1 phút thôi, nhìn vào cái hình ảnh hay cái tượng Phật trước khi bắt đầu ngồi vào thiền đó, vào vị trí rồi, nhưng không phải cứ thế là ngồi thiền luôn. Bởi vì mình nhận thấy rằng là cố để ngồi thiền luôn tâm trí mình rất hay bay bổng, nghĩ cái nọ nghĩ cái kia, xong một lúc sau mình lại phải cố để chỉnh đốn lại. Thế nên là việc ban đầu chúng ta sẽ nhìn vào cái hình, cái tượng hay cái bức tranh hay bất cứ cái gì mà nó nhắc cho chúng ta nhớ về cái việc ngồi thiền này và cái tư thế đó nó như thế nào. Khi chúng ta nhìn thấy cái người như vậy thì chúng ta sẽ tự nhiên tự điều chỉnh cái tư thế của mình về đúng cái vị trí mà chúng ta cảm thấy nó giống với lại cái tinh thần của cái bức ảnh hay cái bức tượng đó. Nhiều khi trên cái màn hình điện thoại mà chúng ta không để ý, có thể đấy là một bức hình của một cái ngày rất là vui, là chúng ta đi chơi với người yêu, ví dụ vậy. Thế mà đến một ngày mà chúng ta đang rất là giận dữ với cái người đó và cố gắng ngồi để tĩnh tâm, xong nhìn bật cái hẹn giờ, cái nhìn thấy màn hình điện thoại là cái ngày đi chơi vui vẻ đó, tự nhiên sân hận rồi tham rồi nhớ rồi tiếc rồi cái thứ nổi lên, không tĩnh tâm được. Và hoặc là cái bức hình đó chúng ta cũng có thể chọn là một cái cảnh thiên nhiên rất tươi đẹp, rất bình yên, nhưng mà mình thấy rằng cái hình đó là của một người ngồi thiền thì nó sẽ hiệu quả hơn cho cái việc mà chúng ta hướng tâm ngay lập tức, đưa mình ngay lập tức vào cái vị thế của một người bắt đầu ngồi thiền. Như vậy là gì? Thứ nhất là cái hẹn giờ có một cái dòng chữ nhắc nhở cái mục đích của mình ngồi thiền là gì. Cái thứ hai đó là một cái hình ảnh hay một cái tượng nhắc mình ngồi vào cái tư thế này. Và lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh cái tư thế của mình sao cho nó vào đúng cái tư thế mà mình sẽ ngồi thiền đó. Thì về mô tả nhá, như lúc nãy mình có nói sơ, đó là mình kê một cái gối cao lên để mà cái đầu gối của mình hoặc là cái phía dưới đầu gối nó chạm được một chút xuống sàn, hoặc là chăn kê vào cái chỗ đó để nó thành ba cái điểm chống, và cái áp lực đặt lên hai cái bàn chân của mình, cái cổ chân của mình nó không quá nhiều và sẽ đỡ bị tê chân hơn. Và cái cột sống của mình sẽ phải rất là thẳng nhưng không cố để gồng hay ưỡn, không cứng, thẳng nhưng thả lỏng. Và khi mà chúng ta thực sự ở trên một cái trục thẳng ấy, giống như chúng ta lúc đứng, nó thẳng thôi mà mình không cần phải gồng, không cần phải dùng cơ. Khi mà chúng ta cảm thấy nhức mỏi, căng một cái khu vực nào đó ở vùng lưng và vùng cột sống và vùng hông, có nghĩa là chúng ta đang ngồi trên một cái thế không cân bằng. Và chúng ta dù đang thiền, chúng ta vẫn có thể chỉnh lại, điều chỉnh lại để sao cho nó ở trên một cái trục thật thẳng. Thẳng và tự nó cân bằng, mà không cần phải dùng cơ để giữ. Và tay của chúng ta thì có thể đặt trên hai đầu gối hoặc là đặt lên nhau, trên lòng bàn tay với nhau, đặt xuống giữa này. Thường thì mình sẽ đặt như thế này vì cảm giác nó cân bằng hơn là cái tư thế tay ở hai bên này. Và bắt đầu cảm nhận được cái trạng thái thăng bằng của cái cột sống này. Chúng ta có thể di chuyển một tí để sao cho dịch lên dịch xuống và chỉnh cái độ cao của gối này sao cho chúng ta cảm nhận được cái điểm cân bằng mà không cần phải giữ và gồng. Và tiếp theo là gì? Khi mà chúng ta nhìn cái tượng Phật hay cái bức tranh đó, chúng ta sẽ thấy cái gương mặt của họ. Đó là một gương mặt có một cái nụ cười nhẹ nhẹ, không căng thẳng, cũng không cười to, không gồng.
Và cái gương mặt này, cái ánh mắt của họ có thể là nhìn xuống phía trước một chút như này, hơi hé mắt, cũng có thể là nhắm mắt. Thì khi mà chúng ta bắt đầu vào cái tư thế đặt tay, đặt chân vào đúng chỗ này, ngồi thẳng này, và bắt đầu nhắm mắt hoặc khép mắt, chúng ta hình dung về cái gương mặt của cái người đó. Và lúc đó khi mình hình dung cái đó, thì tự nhiên cái tâm thế và cái gương mặt của mình nó cũng sẽ vào đúng cái vị trí đó. Đó chỉ là đơn giản là thả lỏng. Có một chút nào đó hơi hé cười, không phải là cười to, cũng không phải là cố để dùng cơ để kéo, mà là cái sự an nhiên, bình tâm, vui vẻ, vững chãi ở trong cái sự thả lỏng đó, nó thể hiện được qua gương mặt này. Nghe có thể nó hơi trừu tượng, nhưng mà khi chúng ta cứ ngồi nhìn một cái bức tượng hoặc là một cái tranh của người thiền hoặc là tượng Phật, chúng ta sẽ dần dần tự nhiên ngấm được cái đó, và chúng ta tự ngồi vào cái tư thế đó, cái gương mặt của mình cũng vậy. Và khi mà bắt đầu ngồi vào được cái vị trí đó rồi, mà bắt đầu cảm thấy cái ý định, cái intention, cái định hướng của mình bắt đầu đúng hướng. Bởi vì thực ra chúng ta ngồi xuống không phải là để tránh ra khỏi một cơn giận, hay là ngồi xuống để mà tiếp nhận những cái luồng thông tin từ vũ trụ, rồi những cái trải nghiệm màu mè, nhiệm màu. Mà là chúng ta ngồi xuống để tĩnh tâm, để bắt đầu đi vào trạng thái thiền, giống như cái tượng Phật đang trước mặt mình này chẳng hạn. Thì khi mà ngồi vào được rồi nhỉ, thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc có thể là hít thở sâu và thở ra nhẹ và từ từ. Và với cái cách mà mình thực hiện á, thì mình sẽ không tập trung quá vào cả hơi hít vào lẫn hơi hít ra đâu. Mình thấy rằng cái việc mà cứ tập trung vào hít vào, xong tập trung vào hít ra, và cứ cố để tập trung như vậy, thành ra nó hơi bị căng quá, nó hơi bị cố quá. Mà việc mình làm đó là lúc đầu bắt đầu với một hơi hít thật sâu, và mình chỉ tập trung vào hơi thở ra rồi. Tập trung vào hơi thở ra, tập trung hoàn toàn vào hơi thở ra. Và trong lúc thở ra nhẹ nhẹ từ từ này, để ý để thả lỏng toàn bộ cơ thể, từ trên xuống dưới, tất cả mọi vùng thả lỏng trên cái trục thẳng đứng của cột sống này. Tức là trong hơi thở ra, mình rất để ý đến cái hơi thở ra. Và thậm chí nếu tâm trí mình nó quá rối ren, mình sẽ cần phải có cả cái âm thanh của hơi thở để mà giúp mình tập trung vào cái hơi thở này. Hít sâu và thở ra rõ một chút. Khi mình thở ra, mình chỉ tập trung vào cái âm thanh đó và cái việc thở ra này, và thả lỏng hết toàn bộ cơ thể trên cái trục thẳng đứng đó. Và thường với một cái hơi rất dài như vậy, thì thở ra hết xong, nó sẽ có khoảng vài giây mà mình không cần hít thở ngay lập tức vào ngay. Thở ra xong nó sẽ có cái khoảng lặng, không thở. Và đây là cái thời điểm vài cái tích tắc mà tâm trí của ta rất tĩnh. Cái việc mình rất tập trung vào cái hơi thở ra này để giúp cho thả lỏng và xả ra những cái căng thẳng. Và thực ra trong các cái phương pháp thở và các cái phương pháp thanh lọc detox, hơi thở này là một trong những thứ xả ra rất là nhiều carbon dioxide để giúp xả ra những cái tắc nghẽn, xả ra những cái độc tố thông qua vùng phổi và vùng không khí chuyển hóa. Những cái oxy đi vào và đi ra là những cái carbonic và chất độc. Thế nên là mình rất tập trung vào hơi thở ra để giúp cho tâm trí mình vừa có khả năng quan sát hơi thở, vừa dùng nó để thả lỏng toàn bộ cơ thể. Và sau cái hơi thở ra đó là tập trung vào cái khoảng lặng giữa hơi thở. Và thường thì có rất nhiều những cái trải nghiệm về cái trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng của tâm trí diễn ra ở cái khoảng lặng này. Thì khi mà lặng xong rồi ạ, mình để nó tự hít vào, rồi bắt đầu tập trung vào hơi thở ra. Mình không cần quá tập trung vào hơi thở hít vào, thành ra nó hơi bị rối, nó bị nhanh quá, bị liên tục quá. Mà cái vào cái ra nhiều khi bị xáo trộn với tâm trí, mình thấy vậy. Nên là mình để cho cơ thể tự hít vào một cách tự nhiên. Mình chỉ tập trung vào hơi thở ra, điều tiết hơi thở ra. Lúc đầu là điều tiết khoảng độ 5 đến 10 phút đầu là cố để điều tiết cho nó đều, nó chậm và nó đi ra từ từ, đồng thời thả lỏng tất cả mọi cơ trên cơ thể. Và sau một vài hơi thở như thế,
chúng ta cũng có thể để ý thấy là một số vùng bị căng, bị hơi đau, bị hơi mỏi, thì chúng ta điều chỉnh lại. Để lại phải trở về một cái tư thế thẳng đứng. Và thực ra rất nhiều những cái vị sư thầy ấy, họ dạy cái phương pháp thiền này, đó là mỗi hơi hít vào thở ra xong lắc người, xong lại hít vào thở ra xong lắc người. Bởi vì thực ra cái giai đoạn đầu này của thiền á, nó cái quan trọng nhất đó là thả lỏng được toàn bộ cơ thể, ngồi được trên một cái trục thẳng đứng mà không cần phải gồng, và bắt đầu chú ý được đến cái sự vận động của hơi thở và cái trạng thái đang là của cái thân này. Thì trong cái quá trình tập trung vào hơi thở và điều chỉnh cái sự cân bằng của thân, thì chúng ta cũng đồng thời để ý xem mình có vừa nghĩ cái gì không, có suy nghĩ nào chợt thoáng qua, hoặc là có rất nhiều suy nghĩ nó kéo mình đi một lúc rồi mình mới chợt nhận ra, không sao cả. Lúc đó thì lại hít một hơi thật sâu, tập trung vào một hơi thở dài ra, và có thể tạo ra âm thanh để cho mình quay trở lại tập trung vào cái hơi thở này. Và cái việc mà suy nghĩ đến, cảm xúc đến, thường nó sẽ làm cho chúng ta hơi khó chịu, và mình cảm thấy khó chịu bởi vì nó lại diễn ra và mình cố để gạt nó đi. Thực ra thì cái đấy nó lại tạo ra cái sân ở trong lòng mình, và nó cũng là một cái thứ mà chúng ta cần phải thanh lọc, hoặc là giải độc, hoặc là tránh độc. Cái sân đó là cái thứ chúng ta cũng cần phải làm, phải xử lý. Cho nên là khi mà biết rằng mình vừa có suy nghĩ, khi mà biết rằng mình vừa bị cuốn đi một lúc rồi, chỉ đơn giản là hít sâu vào và lại tập trung vào hơi thở, có nghĩa là lại bắt đầu lại từ đầu. Và dần dần một cách tự nhiên sau khoảng độ 5 đến 10 phút thì mình sẽ không cần phải cố để hít sâu và thở ra từ từ và chậm, mà nó sẽ bắt đầu tự nhiên, nó nhẹ dần nhẹ dần. Và cái việc nhẹ dần của hơi thở này nó thường đi kèm với là nhẹ dần của tâm trí. Tâm trí mình cũng bắt đầu bớt rối ren hơn. Nhưng mà cái quá trình đó vẫn cứ phải lặp đi lặp lại, bởi vì là chúng ta chưa hết suy nghĩ rồi, suy nghĩ lại nổi lên, và lại phải hít sâu, thở ra, để quay trở lại với cái việc thả lỏng trong từng hơi thở, và chỉ có quan sát cái hơi thở đó thôi, và giữ cho được cái thân mình nhẹ nhõm trên cái trục cân bằng đó. Thì thường sau khoảng độ 10-15 phút, nếu như chúng ta đã có một cái nền tảng thường xuyên thực hành thiền này, hoặc là cái ngày hôm đó chúng ta thấy rất là nhẹ nhõm, dễ chịu, ví dụ chúng ta đến một khu rừng, một nơi thiên nhiên, hoặc đi một khu retreat, hoặc nghỉ dưỡng, thì cái việc tĩnh lặng này nó dễ hơn, nên có thể chỉ mất 10-15 phút thôi, là chúng ta bắt đầu có cái cảm nhận thân thể mình rất nhẹ, hơi thở mình rất nhẹ, và tâm trí mình vẫn có những suy nghĩ nào đó, nhưng mà nó thoáng qua như kiểu một cái làn khói nhẹ, nó không rõ ràng một cái tiếng nói như bình thường đâu, mà nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Và mình cũng vẫn hơi trôi vào nó một lúc nào đó, nhưng mà sau đó mình phát hiện ra thì mình lại quay lại hơi thở, và mình cảm giác rất là nhẹ nhõm và dễ chịu trong cái trạng thái thả lỏng của thân thể và thả lỏng của hơi thở và tâm trí đó. Thì thường thì cái cảm giác này sẽ đến vào giai đoạn khoảng 18 phút đến 25 phút, nếu chúng ta dành ra cái việc ngồi thiền hàng ngày này, và làm những cái việc mà chúng ta giúp mình định hướng, hướng mình vào cái việc ngồi thiền đó như vậy. Còn nếu mà để trong một cái không gian, một cái thiên thời địa lợi nhân hòa, thì chúng ta có thể đạt đến nó nhanh hơn, 5 đến 10 phút là đã đến đó rồi. Còn nếu mà chúng ta mới bắt đầu mà chỉ dành có 10-15 phút mỗi ngày, thì cũng đừng kỳ vọng rằng mình sẽ cảm thấy cái sự nhẹ nhõm và cân bằng đó ngay lập tức. Nó có thể mất nhiều thời gian, và có thể mất thời gian lâu hơn mỗi lần thiền. Nhưng mà những người mà đang chỉ có thể dành 10-15 phút này cũng là đang rèn luyện cái kỷ luật và một cái thói quen, là cái giai đoạn đầu rồi. Không sao cả, mình cứ tiếp tục. Thế còn nếu như thực sự để mà bắt đầu cảm nhận được cái sự dễ chịu của thiền thì nó cần phải có dài hơn 20-30 phút. Mà cũng phải hiểu rằng là không phải ngày nào cũng sẽ có cái cảm giác dễ chịu đó. Nhưng mà sẽ có thể một tuần chỉ được 1-2 lần thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ cảm nhận được rằng à, khi mà chúng ta thực sự có thể tập trung được vào cái hơi thở đó, thực sự thả lỏng và tìm được cái điểm cân bằng đó, thì cái cảm giác ngồi thiền rất là dễ chịu. Và cái cảm giác dễ chịu đó, chúng ta có thể tạm gọi nó đó là cái thành quả ban đầu của việc thiền. Đó là chúng ta bắt đầu hoàn toàn cho cơ thể mình, tâm trí của mình
được nghỉ ngơi, được thả lỏng bớt ra và cảm nhận được đó là có một cái sự vững chãi, cân bằng, vui vẻ, dễ chịu, an yên ngay tại cái nơi này, ngay tại cái lúc mình ngồi thiền đó. Và dần dần chúng ta sẽ bắt đầu nhớ cái cảm giác này để đem vào đời sống. Thì nó có thể là một cái quá trình dài hơn, dài hơi hơn, nhưng mà sẽ đến lúc chúng ta đem được vào đời sống khi mà có những cái sự việc, những cái rối ren xảy ra, những cái tương tác mà mình cảm thấy nó làm cho mình bắt đầu bị nổi lên những cái suy nghĩ và cảm xúc khó chịu, thì mình bắt đầu lại tập trung vào cái hơi thở của mình và thả lỏng toàn bộ thân thể và gương mặt của mình, và nhớ đến một cái hình ảnh mà giúp cho mình thư thái đó. Thì trong cái thời gian tới, một tuần tới này, nếu như mà chúng ta đã bắt đầu thực hành thiền rồi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục với những cái phương pháp mà mình đang làm, nhưng mà hãy thử tích hợp những cái điều nho nhỏ này vào. Đó là chọn cái thời điểm này, có được cái nhắc giờ với cái mục tiêu cụ thể. Cái này thực ra nghe không quan trọng nhưng lại khá là hiệu quả. Bởi vì đôi khi á, bây giờ mình rất là tỉnh, mình biết rằng à thiền để làm cái này cái kia. Nhưng mà với việc mà mình nhắc mình hàng ngày á, nó sẽ giúp cho cái việc tập trung vào thiền nó càng mạnh hơn. Và cái ý muốn để mà dành toàn bộ cái sự có mặt hiện hữu của mình cho cái quá trình thiền đó nó sẽ được tốt hơn. Đó, và tiếp theo đó là mình nhìn một cái hình ảnh, có thể gọi là hình tượng đi, một cái hình mẫu để cho mình ngồi thiền vào lúc đó. Bởi vì thường chúng ta đi lên một cái khóa thiền 10 ngày Vipassana sẽ có một thiền sư hay ai đó ngồi đó, và chỉ cần có cái sự có mặt của họ thôi, mình nhìn họ thôi mình đã muốn nhắm mắt vào và ngồi giống như họ rồi. Thế còn khi ở nhà thì sao? Ở nhà thì mình tự tạo cho mình một cái hình mẫu, một cái hình tượng để nhắc nhở mình thôi. Nó có thể coi là một cái lễ nghi nho nhỏ, nhưng nó không phải là tín ngưỡng, cũng không phải là tôn giáo, mà là nó giúp điều hướng cái tâm trí rối ren này của mình. Bình thường nó hướng ra quá nhiều thứ rồi, giờ mình muốn hướng nó vào thiền thì mình sẽ cần giúp nó vậy thôi. Đó. Và khi đã ngồi được vào cái tư thế đó, nhắc mình được vào cái trạng thái của thân trong cái quá trình thiền đó rồi, thì mình hãy bắt đầu thực hiện những cái quá trình tập trung vào hơi thở, quan sát cái khoảng lặng, cái gap, cái đoạn nghỉ giữa hai hơi thở là cái trạng thái mà thường thân và tâm nó đồng nhất và nó tĩnh lặng hoàn toàn. Có thể nó rất ngắn thôi, nhưng mà hãy tập trung quan sát cái quá trình đó diễn ra. Và cũng không phải là chúng ta kỳ vọng rằng lần nào thiền, ngày nào thiền cũng sẽ được cái cảm giác nhẹ nhõm, an vui. Sau cái quá trình thiền mỗi ngày đó, nếu chúng ta cảm thấy cái buổi hôm đó mình không cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy bị đau nhức chỗ này, cảm thấy khó chịu vì cái này cái kia, thì chúng ta hãy dành ra một chút thời gian sau buổi để gọi là tự rút kinh nghiệm lại. Nếu mình đau ở cái chỗ hông này thì có nghĩa là mình đang, cái vùng này nó đang bị uốn cong, nó không được cân bằng, thì mình cần phải đẩy nó thẳng lên, đẩy cái lưng này thẳng lên một chút. Thế còn nếu mà mình thấy cái vai này mình bị mỏi thì có nghĩa là mình cũng đang bị cong cái phần sống lưng ở cái đoạn này, thì lúc đấy mình cũng phải dướn lên, dướn thẳng lên một chút, đừng gồng lên, đừng dùng cái cơ để gồng lên, mà chỉ là cân lại một chút như vậy. Và cái tư thế thẳng đứng này, thường thì cái cổ, cái ngực của mình nó hơi hướng lên một chút như thế này, cái vùng bụng, cái vùng abdomen, vùng rốn này, cái vùng luân xa thứ ba này cũng thế, hơi hướng lên một chút như thế này, thì nó sẽ bắt đầu giúp cho cái tư thế này được thẳng đứng. Thế và chúng ta cũng có thể thử lại với những cái gối khác. Thực ra mình hay thiền ngay cái lúc mà ngủ dậy một cái, mình sẽ có một cái gối gập đôi và kê ở đây rất là cao lên, cái chân mình chạm ở hai cái đầu gối này một chút thôi, không cần dày quá, để nó tạo thành một cái điểm tựa ở đây. Và mình lại còn lấy một cái gối khác mình đặt ở cái chỗ này để tay của mình không bị thấp quá như này, mình cứ thấy nó mỏi mỏi sao á thì mình phải nâng nó lên một chút. Tức là mỗi buổi thiền chúng ta hãy quan sát lại, đừng cảm thấy khó chịu và đừng cảm thấy thất bại, mà chỉ đơn giản là hãy nghiệm thu xem hôm nay có cái gì đó mình thấy không ổn, mình điều chỉnh nó đi. Và sẽ đến một lúc mà chúng ta cảm thấy có kinh nghiệm với cái việc điều chỉnh đó rồi ấy, thì cái trạng thái thoải mái, dễ chịu
và an vui khi mà ngồi thiền nó sẽ dễ dàng dày đến hơn. Cái trạng thái này nó không phải là một cái thứ để mà chúng ta bám chấp vào, hãy nhớ là như thế, mà nó chỉ là giúp cho cái tâm trí của chúng ta, thân thể của chúng ta được thả lỏng. Và khi thả lỏng thì tự nhiên mình thấy nhẹ nhõm, vui vẻ, dễ chịu. Và nếu như mình bắt đầu một ngày với cái việc này thì cái ngày hôm đó tự nhiên mình cũng thấy nó dễ chịu hơn nhiều, và mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng, và có thể mình còn nhớ được và giữ được cả cái nụ cười nhẹ nhẹ ở trên gương mặt của mình nữa, và nhìn cuộc đời một cách nó dễ chịu hơn, nhẹ nhõm hơn. Ví dụ trong một cái tình huống mà mình không phải là chỉ đơn giản là sáng thức dậy rồi ngồi thiền theo cái thói quen, theo cái kỷ luật đó, mà là bây giờ mình có một cái sự việc rất là khó chịu trong ngày, và bây giờ mình làm thế nào mà muốn thoát ra khỏi nó, mình áp dụng đủ các phương pháp và mình nghĩ rằng mình cần phải ngồi thiền để tĩnh tâm, thì thực ra khi mà mình cái tâm trạng của mình nó quá rối bời, nó quá là cao trào, thì ngồi thiền ngay lại không phải là cách thức. Có thể nó sẽ làm cho mình càng khó chịu thêm. Suy nghĩ lại nổi lên cuồn cuộn, cảm xúc cứ bị nổi lên cuồn cuộn, và thành ra mình bị khó chịu, ác cảm với cái việc thiền, và mình còn hằn học hơn, hằn học luôn với cả chính bản thân mình, vì mình không làm được trong cái quá trình đó. Cho nên là khi mà có cái cảm xúc mạnh thì mình nên dùng những cái phương pháp tự vấn, gỡ ra đã, gỡ trước những cái suy nghĩ này ra đã, thông ra đã, chỉ ra được những cái tham sân si, bản ngã, những cái niềm tin sai lệch đã. Sau đó thấy mình đỡ rồi ạ, thì bắt đầu có thể ngồi thiền, và sau cái lúc gỡ xong đó để bắt đầu trở lại cái trạng thái cân bằng, và lại có được một cái gương mặt, một cái nụ cười an vui giống như tượng Phật hay là cái hình dung mà mình muốn hướng tới đó. Đó thì đây là cái cách thức để bắt đầu thiền, và không phải khi mà chúng ta nói rằng là bắt đầu thiền không có nghĩa là cấp độ sơ đẳng. Từ nay cho đến 30, 40, 50 năm về sau chúng ta vẫn dùng phương pháp này mà thôi. Và tất cả những cái phương pháp khác nó đều phải dựa trên những cái cơ sở tương tự. Đó là một cái sự thả lỏng, tập trung được, không bị phân tán, thư giãn được, và rộng mở được cái thân thể và tâm trí này, không gồng, không co, không chắn lại. Thì tất cả những cái vị thiền sư hay là những cái Zen Master hay là những cái Rinpoche đã thiền đến 30, 40 năm rồi, họ cũng vẫn làm như vậy. Có thể dùng những cách khác, họ có thể tập trung hơn vào hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc họ tập trung nghe mantra, hoặc họ tập trung tụng kinh gõ mõ, nhưng nó vẫn là dùng một thứ để tập trung. Cái cơ chế nó đều là như nhau. Và đây không phải là thiền cho người mới bắt đầu. Nó là cách thức để bắt đầu một cái cuộc hành thiền của một cái quá trình thiền, mà nó sẽ là cái thứ mà chúng ta sẽ dùng mãi về sau. À, cái cách thức mình đưa ra nó là từ cái trải nghiệm của cá nhân mà mình thấy cảm thấy là hiệu quả. Và chúng ta có thể thử. Mỗi cái phương pháp chúng ta nên thử. Thử 1 tuần, 2 tuần gì đó. Tất cả các cái cách thức chúng ta cứ nên thử xem cái nào là cái hiệu quả cho mình, và trong thời điểm nào nó phù hợp. Tại tùy nữa nhé. Tùy từng cái thời gian này mình chia tay người yêu, tự nhiên cái phương pháp này nó hiệu quả hơn. Thời gian kia mình stress với công việc, áp lực với tài chính, tự nhiên phương pháp này hiệu quả hơn. Chúng ta cứ thay đổi cũng được. Nhưng cái quan trọng đấy là cái mục tiêu của thiền, cái việc ngồi xuống, cái việc hướng tâm đến một cái trạng thái cân bằng, an tĩnh, nó là như nhau. Thế và sau này thì sẽ có những cái chúng ta bổ sung thêm vào cái quá trình mà sau 20, 30 phút đó rồi, có thể chúng ta sẽ có tiếp những cái khác. Nhưng mà cái quá trình để mà thực sự thả lỏng, thực sự cân bằng, an tĩnh này, nó đã là một cái mục tiêu rồi, một cái mà chúng ta không cần phải cố quá hơn nó làm gì cả. Bởi vì những cái thứ khác sau này nó tự khắc mở ra, tự khắc đến. Và tự khắc chúng ta sẽ ngộ ra, vỡ ra dần những cái thứ mà chúng ta đến lúc ngộ ra. Không cần phải quá áp đặt, không cần phải quá đuổi theo. À, nếu không thì nó cũng sẽ thành một cái tham, bám chấp. Thì hy vọng rằng là qua cái buổi trao đổi của chúng ta hôm nay thì các bạn sẽ có thêm những cái động lực để bắt đầu đưa nó vào thành một cái thói quen, một cái kỷ luật mỗi ngày. Ban đầu nó sẽ rất là khó, dù rằng mình quyết tâm lắm, nhưng mà bản thân mình thế thôi. Mấy năm đầu mình chỉ làm được 1-2 tuần xong mình bỏ, tầm 1-2 tháng sau mình quay trở lại. Và có một cái đặc điểm là mỗi lần quay trở lại thiền á, mình sẽ thấy cuộc sống nó bị rất nhiều những cái xáo trộn, và mình rất là sợ quay trở lại thiền luôn, bởi vì không hiểu sao mà cứ thiền xong là công việc rồi mối quan hệ rồi mọi thứ rùm beng,
việc nọ việc kia xảy đến, mình rất là sợ luôn. Thế xong về sau mình phát hiện ra là khi mình thiền đều đặn thì mọi thứ có vẻ ổn hơn. Còn khi mà mình cứ thiền xong mình bẵng đi một thời gian xong quay trở lại thì cái khoảng trống ở giữa ấy, cảm giác nó rối ren vô cùng. Giống như một cái căn phòng nó bụi bặm, mình quét một lúc xong nó bụi tung mù lên xong mình bỏ đó. Xong tuần sau mình quay trở lại quét nó lại càng tung mù lên. Thế nên là thường xuyên mình cần phải có một cái sự kiên trì, từng chút một quét dần thì có cái sự liên tục đó, một vài tháng sau chúng ta nhìn lại sẽ thấy nó rất là khác. Tự nhiên mình thấy mình tĩnh hơn, mình hiền lành tử tế hơn, mình không quá nhiều cái cảm xúc rối ren cao trào, không quá nhiều những cái khát khao đấu tranh ganh đua ở đời. Mà có lẽ những người ngồi đây thì không có những cái lo sợ rằng ui thế thì làm sao mà sống được giữa đời. À cũng có thể có một phần nào đó. Thế nhưng mà chúng ta đang bị suy nghĩ của bản ngã rằng là nếu mình hiền quá, mình trở thành một cái người mà rất là tĩnh tại thì như vậy thì bị đè đầu cưỡi cổ, bị chèn ép, bị thua thiệt ở đời. Đây là cái nỗi sợ của bản ngã mà thôi, chúng ta quá quen với việc đấu tranh để mà sinh tồn, để mà có chỗ đứng trong xã hội. Thế còn chúng ta hiền lành tử tế không có nghĩa là chúng ta để cho những cái người khác họ lạm dụng, lợi dụng hay là chèn ép mình. Mình vẫn làm những cái việc cần phải làm, mình vẫn phải sống với cuộc đời này, công việc của mình vẫn phải làm. Có thể đến cơ quan mình phải là một cái người sếp rất chi là khắt khe, nhưng mà cái thái độ của mình, cái tâm thế của mình, cái cách mình giao tiếp mà trao đổi với mọi người thì nó sẽ khác. Và dần dần những người xung quanh mình cũng sẽ thấy rằng là cái bản chất của con người mình có thể nó là một cái người rất là hiền lành, ấm áp, tử tế. Có những lúc mình phải nghiêm túc, nghiêm khắc, nhưng đó là những cái vai trò, những cái vai diễn. Giống như với con mình thế thôi, có lúc mình phải rất là nghiêm khắc với nó, nhưng không có nghĩa là mình phải tức tối, mình phải có những cái cảm xúc cao trào và mình phải quằn quại tức tối mấy ngày trời vì cái chuyện đó. Đấy là vấn đề của mình. Khi mà mình dễ tính hơn, dễ chịu hơn, dễ thở hơn thì nó sẽ ổn hơn cho chính mình và những người xung quanh mình mà thôi. Mà cũng không có gì phải lo lắng cả. Và quan trọng nữa là cái mục đích, mục tiêu mà khi chúng ta đang đi trên con đường này, chúng ta đang tìm là gì? Là để thành công ở xã hội, để có được thật nhiều tiền, có được danh vọng, hay là cái sự bình yên ở đời, sự an yên, tỉnh thức ở đời. Nhắc mình về cái mục tiêu trên con đường của mình, nó giống như một cái kim chỉ nam để mình không bị đi lạc hướng và không bị hoang mang. Giống như băng qua một cái khu rừng tối ấy. Bởi vì mình thấy rằng mặt trời đằng kia thì đây rõ ràng là cái hướng mình phải đi. Nhưng khi băng qua những cái bụi rậm, những cái tối tăm, mình bị hoang mang. Và mình nghĩ rằng đây là sai đường. Thì mình lại phải nhìn mặt trời, mình nhớ ra rằng mình đang đi đến cái hướng đó. Và mình cứ cố gắng để đi thôi. Khi mà bắt đầu cử động thì có thể chúng ta sẽ xoa hai tay vào nhau cho ấm và đưa lên hai hốc mắt này, rồi mở ra để cho nó khỏi bị mỏi mắt và trở lại được nó thoải mái, dễ chịu hơn. Thì chúng ta hãy tranh thủ quan sát lại xem trong cái thời gian 10-15 phút vừa rồi mà chúng ta ngồi thiền ạ, thì có cái điều gì chúng ta cảm thấy nó làm cho mình bị mất tập trung không? Ví dụ như là mình ngồi bị đau mỏi chỗ nào, hay là cảm thấy căng ở chỗ nào, hay là những cái suy nghĩ nó cứ cuồn cuộn lên về những cái nội dung gì là chính? Cái điều gì làm cho mình bị mất tập trung nhất? Chúng ta có thể ghi lại, nhớ lại cho chính mình ạ. Có khi bình thường chúng ta cũng không phải là một người quá suy nghĩ nhiều và cái cảm xúc chúng ta không quá cao trào, không quá lên quá xuống. Nhưng mà khi ngồi xuống thiền thì thường chúng ta sẽ thấy có rất nhiều suy nghĩ nổi lên. Nó vẫn liên tục nổi lên chứ nó không phải là yên tĩnh hoàn toàn trong cái thời gian chúng ta thiền. Thì chúng ta có thể để ý xem đa số những cái suy nghĩ này là nó có cái điểm chung gì không? Khi chúng ta để ý được những cái mà nó làm cho chúng ta phân tán nhiều nhất, chúng ta sẽ có những cái cách thức để mà giúp cho mình thay đổi cái vấn đề đó, hoặc là điều chỉnh lại, hoặc thậm chí giải quyết được cái vấn đề mà nó thường xuyên làm mình khó chịu đó. Nếu như mà các bạn có phát hiện ra cái mô típ nào mà mình hay bị thấy trong cái quá trình thiền trong buổi hôm nay hoặc là trong những buổi khác ạ, thì các bạn có thể viết vào cái ô chat hoặc là nhắn tin riêng cũng được, thì mình sẽ
có những cái hướng dẫn để chúng ta dùng những cái câu không phải là mantra nhưng mà nó gần như một cái câu chú, một cái câu khẩu lệnh để giúp điều hướng tâm trí, để gỡ bỏ đúng cái vấn đề đấy mà mình đang gặp phải. Thế còn nếu như cái mà làm mình mất tập trung đó là cái đau nhức mỏi ở cái chỗ nào đó, thì chúng ta rút kinh nghiệm để cái buổi tới chúng ta thiền ấy, có thể tự thiền ở nhà hoặc là buổi tới chúng ta cùng nhau thiền thì sẽ điều chỉnh cái phần đó. Ví dụ như là mình sẽ kê một cái đệm, cái gối cao hơn ở chỗ mông này để cho nó dốc xuống một chút, để lưng chúng ta thẳng được lên. Hoặc mình hay quen ngồi khom khom này thì mình sẽ phải thẳng nó lên thì và thả lỏng được ra. Đó, hoặc là có những cái đau mỏi mà mãn tính chẳng hạn, thì lát nữa chúng ta sẽ nói đến cái việc mà chúng ta sẽ xử lý những cái tắc nghẽn này như thế nào. Em thấy mình hay lo lắng về tương lai, dự tính về một cái việc gì đó trong tương lai ấy, thì cái tâm trí của mình có thể là một cái tâm trí khá là logic và thường xuyên suy nghĩ, thường xuyên mong muốn kiểm soát và luôn luôn mong muốn mọi thứ nó đi theo một cái cách mà mình có thể kiểm soát được, đúng không? Thì khi mà ngồi xuống thiền thì những người mà sử dụng đầu óc nhiều trong công việc và hay phải tính toán, với lại những người mà gọi là thông minh hay hay dùng cái suy nghĩ để mà tính toán về tương lai lắm, thì khi mà ngồi xuống thiền thì chúng ta sẽ dùng những cái câu, nó sẽ cần thêm một bước nữa phân tích về cái cảm xúc đằng sau cái dự định này này. Nhiều khi đó là những cái Em nỗi có không sợ biết mình khi bị nào thất dựng bại, nó có thể là mình lo lắng mình không kiểm soát được tình thế, hoặc lo lắng mình sẽ không đạt đến một cái kết quả nhất định, hoặc là mình sẽ bị mất cái hình ảnh bản thân. Mình sẽ phân tích thêm những cái bước này. Nếu có bao gồm những cái đó, chúng ta sẽ dùng những cái câu khẩu lệnh, đó là không có bất cứ nơi nào chúng ta phải đạt đến, không có bất cứ điều gì chúng ta bắt buộc phải làm, không có bất cứ hình mẫu nào ta nhất định phải trở thành. Đọc đi đọc lại mấy cái câu này thôi, và đồng thời sau khi đọc xong thì hít sâu, nói trong đầu luôn ạ, hít thả lỏng và đọc lại những câu đó một lần nữa, và cứ như thế cho đến lúc mà mình thấy được thân thể và tâm trí mình hoàn toàn thả lỏng được ra. Và có thể thêm một câu nữa, đó là chúng ta hay lo lắng về tương lai và có một cái áp lực về thời gian, thì chúng ta sẽ nhắc mình rằng tương lai chỉ là sự mường tượng, thời gian ta có chỉ là ngay lúc này. Thì khi mà chúng ta nhắc mình được những cái sự thật này thì cái tâm trí của mình nó sẽ dần bình ổn và nó không bị loạn lên, mà nó không cố để đuổi theo những cái thứ không thật. Thì nhưng mà mình phải đọc nhiều lần cùng một câu đó, mình phải đọc đi đọc lại, sau mỗi lần đọc nhắc mình hít thở thả lỏng và lại đọc lại. Và nó có thể mất 5 phút, 10 phút, 20 phút, và mình chỉ cần đọc những cái câu này thôi. Nếu như cái vấn đề của mình là thường xuyên những cái suy nghĩ như thế này nổi lên, thì sau 5, 10, 15 phút thì thường chúng ta sẽ được thả lỏng hoàn toàn, và cái tâm trí của mình nó sẽ rất là tĩnh, và tự nhiên chúng ta cảm thấy mình không cần nghĩ, không muốn nghĩ luôn. Nó rất là mệt, nó rất là mỏi, và mình chỉ là đơn giản là thư giãn thả lỏng, hít thở thả lỏng và ngồi ở đây. Thì có thể chúng ta nghĩ rằng cái việc này không hữu ích trong cuộc sống, trong công việc, nhưng mà trong lúc thiền thì thực ra cái việc nghĩ ngợi và kế hoạch dự định về tương lai nó không có tác dụng gì cả. Nó chỉ làm cho cái quá trình thiền của chúng ta không hiệu quả. Còn bình thường 24 trên 24 là chúng ta đã nghĩ đủ rồi. Nên là trong có 10, 15 phút hay 30 phút thiền này, chúng ta không cần phải nghĩ những cái đó. Nên là đừng lo rằng mình nhắc mình như thế thành ra là đến lúc mình không có một cái động lực để theo đuổi công việc hay là giải quyết các cái tình huống trong cuộc sống, thấy buồn vì chuyện tình cảm và khóc. Cái này chúng ta cũng sẽ ngồi phân tích tâm lý của chính mình một chút, tại sao chúng ta lại buồn vì một cái người nào đó, thấy tủi thân đúng không, hay là thấy cô đơn, thấy không ai yêu thương mình. Thì lúc này chúng ta sẽ cần phải dùng những cái câu khẩu lệnh phù hợp với cái tình huống đó. Có thể đó là đừng kỳ vọng, đừng dựa dẫm vào bất cứ một ai khác, có mình ở đây yêu thương trân trọng chính mình. Hít thở và nhắc đi nhắc lại cái điều này. Tất nhiên là nó còn sẽ còn phụ thuộc vào, có thể có những cái góc cạnh khác của vấn đề, thì chúng ta sẽ cần phải tự mình phân tích kỹ cái tâm lý của mình này. Nó chỉ là cái cảm giác buồn, cô đơn vì không ai quan tâm yêu thương, hay là mình cảm thấy mình là một kẻ thất bại,
hay là mình cảm thấy mình là một người phụ nữ không hấp dẫn, thì mình sẽ cần dùng những cái câu khẩu lệnh mà nó đánh trúng vào những cái vấn đề đó. Và ngược lại với cái cách mà chúng ta nghĩ, cái này thì thực ra đôi khi chúng ta nghĩ rằng đây là mình đang sử dụng affirmation, là tôi giỏi, tôi xinh, tôi đẹp, không phải là như thế, mà là nhắc cho mình nhớ về những cái thứ mà mình đang bị quên mất, đang bị chìm đắm vào những cái ngược lại, nó làm cho mình bị đau khổ quằn quại. Cho nên là cũng có thể tự mình viết ra những cái câu đấy, nó sẽ rất là khó vì mình sẽ không nhìn ra được cái vấn đề của mình. Thì khi mà mình tự ngồi suy nghĩ và phân tích tâm lý được, nói thẳng hết ra những cái suy nghĩ cảm xúc của mình đằng sau cái biểu hiện này, thì có thể bạn có thể nhắn tin để mình có thể dựa vào những cái mà phân tích tâm lý đó, thì mình sẽ có những cái câu khẩu lệnh mà thường là nó sẽ đi ngược lại với những cái niềm tin của chúng ta, nhưng nó không phải là khẳng định một cái thứ mà chúng ta không tin. Ví dụ như chúng ta nói rằng mình xinh đẹp, mình đáng được yêu thương, có người yêu thương mình, cái đấy không thật, mình sẽ thấy nó là giả dối thì mình sẽ không tin. Nhưng nếu như mình nói rằng đừng dựa dẫm vào bất cứ ai khác, có chính mình ở đây, làm bạn với chính mình, ví dụ thế, thì chúng ta lại nghe được. Thì những cái câu mà nó phù hợp và nó là sự thật và nó không trái với những cái niềm tin của chúng ta thì nó sẽ dễ tiếp nhận hơn, và nó vẫn sẽ giúp bẻ gãy cái thói quen và lập trình tâm trí này. À, có sự tự ti bản thân mình, tức là mình cảm thấy mình không xinh đẹp hay mình kém cỏi so với người khác, đúng không? Thì khi mà có những cái cảm xúc này ấy, thì có nghĩa là chúng ta luôn luôn bị so sánh mình với người khác, và mình luôn luôn nghĩ rằng mình xấu, mình kém cỏi. Thì thay vì cái việc là chúng ta nói rằng là mình giỏi, mình tốt, mình xinh đẹp, thì cái thứ nhất, trước buổi thiền, trong cái lúc đời sống hàng ngày ấy, chúng ta cần cực kỳ tránh cái việc mà đi xem mạng xã hội để mà liên tục so sánh mình với người khác. Cái này gọi là rèn luyện về giới, chúng ta rèn luyện về giới định tuệ, thiền nằm trong cái bước rèn luyện về định. Nhưng mà trước khi rèn luyện định thì chúng ta phải có bước rèn luyện giới nữa. Ví dụ như là chúng ta muốn trong quá trình thiền mà không bị những cái suy nghĩ cảm xúc này, thì trong quá trình mà chúng ta rèn luyện giới, tức là những cái tương tác trong đời sống hàng ngày này, chúng ta cũng phải rất để ý đến những cái gì nó khơi gợi những cái cảm xúc, nuôi dưỡng những cái suy nghĩ cảm xúc này. Ví dụ chúng ta liên tục xem mạng xã hội mà so sánh rằng thấy rằng mình không thành công bằng người này, không xinh bằng người này, không hạnh phúc bằng người này, không nhiều tiền bằng người này, vân vân. Thì đến lúc thiền nó rất là khó để đè nó xuống. Mình thứ nhất, đừng nuôi dưỡng những suy nghĩ đó, cái sự so sánh với người khác này. Và trong trước cái quá trình thiền này cũng thế, không chỉ là không so sánh với người khác, mà là hãy để ý những suy nghĩ trong đầu mình liên tục chỉ trích mình rằng là mình xấu rồi, kém cỏi rồi, đúng là không ra cái gì, tức là mình chỉ trích chửi bới mình rất nhiều trong đầu. Thì đầu tiên mình phải quan sát được những cái lúc đó trong ngày, để mà ít nhất là nhận biết được đã, chưa biết có dừng lại được hay không, nhưng cần phải nhận biết được nó. Và khi mà ngồi xuống thiền ấy, thì chúng ta để ý xem những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc tự ti này nổi lên, nó thường đi kèm với suy nghĩ so sánh và chỉ trích chính mình. Mình tồi tệ, mình không đáng được yêu thương, mình xấu nên là người ta không thích mình. Có thể nó rất là khẽ thôi, rất là mờ thôi, nó không rõ như vậy, nhưng mình cần phải thành thật với chính mình để nhận biết được nó. Và lúc đó mình dùng những cái câu khẩu lệnh đó là dừng việc chỉ trích mình lại, đừng chỉ trích mình thêm nữa. Chúng ta không cần phải khẳng định rằng mình không xấu, mình không tệ, không không cần phải khẳng định rằng mình xinh mình đẹp, mà chúng ta là đừng tự chỉ trích mình. Và có thể thêm những cái câu đó là trân trọng, bao dung với chính mình. Hít những cái câu hít thở thả lỏng này nên đi kèm với những cái khẩu lệnh mà chúng ta nói với chính mình đó. Thì với cái sự hướng dẫn cơ bản đó, thì mỗi người hãy phân tích xem những cái vấn đề tâm lý mà mình hay gặp phải, những cái cảm xúc mình hay gặp phải là gì, đằng sau những cái cảm xúc đó là suy nghĩ gì, và chúng ta sẽ dùng một cái câu khẩu lệnh ngược lại với những cái đó. Nhưng mà đồng thời trong cái cuộc sống của mình cũng hãy rất cẩn trọng với những cái thông tin mà mình nạp vào tâm trí. Nó rất hay nuôi dưỡng những cái niềm tin và những cái nỗi sợ hay những cái cảm xúc khó chịu đó của mình. Trong quá trình thiền thì thường có một cái sự kỳ vọng là mình sẽ không suy nghĩ gì nữa trong khi thiền.
và mình mong chờ trạng thái đó vì thấy không vui khi mình lạc vào những cái suy nghĩ. Thì lúc đó mình hãy nhận biết rằng mình đang bị sân với bản thân mình. Mình đang bị kỳ vọng, đang bị khó chịu và chính mình đang đánh giá mình là như vậy là không tốt, là như vậy là không giỏi, không được, không đúng. Thì cái lúc đó việc của mình chỉ đơn giản là hít thở, thả lỏng. Và cũng phải nhớ rằng là cái quá trình thiền ấy, những cái người mà thiền rất nhiều năm rồi, thiền thường xuyên hàng ngày ngồi xuống một cái họ cũng đầy suy nghĩ nổi lên, không phải ai là cũng hoàn toàn không có suy nghĩ gì đâu. Thì cái việc này nó là bình thường. Nó cũng giống như kiểu là trên trời mây lúc nào nó cũng bay, có lúc mây nổi lên, có lúc không. Thực ra nhiều khi chúng ta nói rằng mình không thể kiểm soát được suy nghĩ, thực ra là nó đúng, bởi vì nó nổi lên theo những cái nghiệp lực, những cái yếu tố gặp nhau của nhiều thứ. Nó không chỉ là mình muốn nghĩ là nghĩ hoặc là muốn không nghĩ là không nghĩ đâu. Nó còn là những cái tần số sóng dao động ở trong thân thể. Nó còn là những cái tương tác với xung quanh nữa. Một cái trải nghiệm của chúng ta có ấy, nó là sự hội tụ của nhiều thứ, của ngũ uẩn. Ngày hôm trước chúng ta nói đấy là một người là hình thành bởi ngũ uẩn. Thì cái việc mà suy nghĩ nổi lên ấy, nó là do nhiều yếu tố tạo ra nó. Và đôi khi mình không kiểm soát được nó, nhưng mà mình có khả năng nhận ra được mình vừa suy nghĩ và mình không cố để nghĩ tiếp nữa. Nhiều khi mình cứ nghĩ được một cái suy nghĩ đấy rồi, nghĩ đến cái công việc ngày mai xong bắt đầu mình lại thích nghĩ tiếp. Mình thích nghĩ và mình cứ đuổi theo. Thì đấy là cái việc của mình. Thế còn việc nó nổi lên thì kệ nó thôi. Nhưng mà mình đừng cố nghĩ tiếp, đừng cố đuổi theo. Mà hãy nhớ đến cái việc của mình trong thiền là gì? Đó là tập trung vào cái đối tượng mình chọn để thiền. Thì như chúng ta đang dùng đó là tập trung vào hơi thở và tập trung vào hít thở thả lỏng. Còn nếu như đối tượng của một người khác đó là tụng một câu chú hoặc là chỉ là đơn giản nhìn vào tượng Phật, thì mỗi khi có suy nghĩ nổi lên mình chỉ đơn giản là buông nó ra và tập trung lại vào cái đối tượng mà mình đang dùng để thiền. Và chúng ta đang rèn luyện để mà thấy được những cái tham sân si trong chính mình này, nên là cũng hãy nhìn ra rằng mình vừa với sân. Khi mà mình có cảm giác khó chịu này thì mình hãy nhận biết cái cảm giác cảm xúc đó và biết rằng mình đang sân chính mình, chính cái suy nghĩ này, và đấy cũng là một thứ mình phải buông. Đơn giản là buông nó ra, tập trung quay trở lại cái đối tượng của thiền đó. Dạo gần đây em hay bị xem Facebook và những bộ phim liên quan đến bắt cóc giết người khá tiêu cực, nên em cũng biết là cảm tính, nhưng em thấy nó khiến mình sợ hãi, và liệu sự sợ hãi đấy có đúng hay không? Những cái này nó làm cho em cảm thấy có cảm xúc tiêu cực rồi sợ hãi. Thế nhưng mà mình vẫn cứ xem. Chúng ta bị nghiện ngập những cái thứ mà nó kích động những cái cảm xúc cao trào. Và mình cho rằng đó là những cái thứ hay ho, thú vị trong cuộc sống, những cái trải nghiệm thú vị. Nhưng mà mình không nhận thấy cái tác dụng, cái tác hại, tác động của nó như thế nào đến mình. Nếu như mà nó làm cho mình cảm thấy sợ hãi, rồi khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi sau đó, thì tại sao mình lại cứ xem? Mình phải lựa chọn thôi. Ít nhất mình cũng còn biết được rằng là xem xong là nó làm cho mình khó chịu, cảm thấy mệt mỏi. Đây cũng là một cái sự ban đầu của nhận biết rồi. Chứ nhiều khi mình còn không biết là có những cái thứ này mình đang nạp vào nó làm cho mình khó chịu, thì nó còn khó xử lý hơn. Còn ít ra mình cũng biết rằng khi xem nó, những cái thứ tiêu cực, những cái thứ đáng sợ, những cái thứ nó tác động đến tâm lý của mình, thì mình sẽ biết được rằng mình cắt bỏ bớt những cái thứ mà gây ra những cái tác động không tốt này. Những cái thứ này nó mang những cái tần số rất là tiêu cực, nặng đặc, và nó làm cho căng hết cả đầu óc, rồi nặng nề về cảm xúc.